Từ trước đến giờ khi mà chị bắt đầu bước vào nghề ấy, khoảng 15 năm trước thì chị cũng không có một cái suy nghĩ là mình sẽ cạnh tranh với ai cả. Thực ra nó cũng là tính của mình nữa. Thì mình chỉ suy nghĩ một điều là mình sẽ làm tốt nhất công việc của mình trong khả năng của mình. Chị rất hiểu là đôi khi sẽ có những cái vô hình chung nó sẽ có một cái sự mọi người sẽ hơi để ý hơn một chút, đánh giá hơn một chút về cái việc là mình cạnh tranh nhau hay cái gì. Nhưng mà bản cá nhân chị thì chị không có cái suy nghĩ đó. Thời điểm dạo ngoài ngoài thì mình chưa nghĩ gì cả. Lúc đó vẫn chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ vào chơi trong chương trình thì mình cũng ham vui ấy, và chơi với mọi người xong là xem là chương trình như thế nào, vui rồi là xem không khí ở trong Sài Gòn mọi người làm việc ra sao. Thì mình chỉ nghĩ là vui và mình vào mình chơi rất là thuần túy thôi. Từ cái việc mà một cái câu nói ấy, đến một cái việc mà mình phải thực hiện cái điều đó, nó có rất là nhiều khó khăn. Nó không đơn giản là mình chỉ nói với nhau thôi, mà mình bản thân mình cũng phải nỗ lực rất nhiều nữa. Trước cái thời gian mà tham gia Giọng Hải Giọng Ai ấy, thì là chị đã có cơ duyên gặp lại anh Virus rồi. Gần 20 năm thất lạc nhau thì bây giờ đã tìm lại được nhau. Anh Virus cũng có ngỏ lời hát thế nào đó đi, hãy làm thế nào quay trở lại một cách... tức là bản thân anh Virus cũng muốn nghe chị hát nữa. Và sau một thời gian thì mình mới quyết định là vào công ty của anh Virus. Đến tầm tuổi của chị thì rất là nhiều bạn cũng sẽ nhìn rõ ra cái mong muốn của mình và nhìn rõ ra là thực sự là mình sẽ làm điều gì để mình cảm thấy hạnh phúc và vui. Thì chị nghĩ đây cũng là một lý do khiến cho mình thay đổi. Nói chung tất cả mọi lý do đều do bản thân mình thực sự mong muốn. Chứ còn nếu bản thân mình không mong muốn, không thực sự mong muốn điều đó xảy ra ấy, thì có ai tác động thì nó cũng sẽ rất là khó để xảy ra. Cái hồi mà còn ở trong trường ấy thì là chị cũng đã đi dạy các bạn nhỏ xíu rồi. Mình cảm thấy là khi mà tâm hồn của mình ở cạnh những đứa trẻ ấy, thì mình cảm thấy rất là vui. Mình không có gì mình phải, ngoài những cái thời gian mình lo âu, mình cuộc sống mình vất vả, thì mình ở cạnh các em bé thì mình lại được trải nghiệm nhiều hơn, mình chia sẻ với các em các bài học và mình học lại được các em những điều tích cực. Thì mình chỉ thấy đấy là một cái khoảng thời gian rất tuyệt vời. Chị không phải là một người quá hay để ý về báo, nên là đôi khi mình cũng sẽ không nhìn thấy hay là không biết cụ thể là ôi anh Thành đang được mọi người rất là kiểu hay để ý đấy, hay anh Virus được mọi người hay rất bàn tán. Thì thực sự chị không có quá để ý việc đấy. Chị chỉ quan tâm thực sự là các anh làm việc như thế nào, khi anh Trấn Thành đến với mình, anh Trấn Thành sẽ làm việc ra sao, anh có thực sự mong muốn kết hợp trong lần này không. Và chị chỉ nhìn vào hiệu quả công việc thôi. Còn tất cả những điều khác thì thực sự là không có thời gian để quan tâm nữa, vì mình quá tập trung vào sản phẩm rồi. Cái người mà mời anh Trấn Thành tham gia vào dự án này là chị, chứ không phải là công ty. Tức là chị là người đưa ra cái đề xuất đó. Có thể là anh Thành sẽ không phải là người mà hát tốt theo cái kiểu như là có kỹ thuật hay là như tất cả những bạn ca sĩ khác. Nhưng mà cái thời điểm ấy tự nhiên mình nghĩ đến anh Thành thôi à. Anh Thành rất là yêu ca hát, rất yêu. Đôi khi mình cảm giác là anh Thành anh ấy yêu ca hát hơn cả cái người ca sĩ ấy. Anh ấy đam mê vô cùng luôn. Tức là làm việc thì anh ấy sẽ hết năng suất của anh ấy, hơn 100% cái năng suất của anh ấy, để anh có thể tập trung vào cái việc làm việc với mình. Thì đấy là điều mà mình rất là quý. Chị cũng là một người khá là thận trọng, cũng là một người cẩn thận, thế nên là chị cũng nói chuyện nhiều, cũng quan sát nhiều. Và sau một thời gian thì chị cảm thấy là ngoài tất cả những cái điều mà mọi người hay nói về anh Virus mà mình nghe thấy ấy, và những cái điều mà anh Virus hay thể hiện ra ngoài ấy, thì mình có nhìn thấy một cái con người khác, mà đúng là cái con người mà mình đã biết cách đây hơn 20 năm. Thì chị cảm thấy tin tưởng. Chị không có nhiều khái niệm về top trending thật. Và anh Virus có nói với chị một câu, đó là em hãy làm tốt cái chuyên môn của em. Anh chỉ cần là em khỏe, em vui và em làm tốt về chuyên môn thôi. Còn tất cả mọi điều thì anh sẽ cùng tất cả mọi người để cùng em để làm cho nó hài hòa và tốt nhất. Chị sẽ rất là buồn nếu mà biết là mình hát không hay, sẽ rất là buồn. Nếu mà có bị nói là không xinh lắm hay là không như thế nào thì chị không thấy buồn. Nhưng mà nếu mà mọi người sẽ nói là ôi nghe hát không hay hay là có một vấn đề gì thì chị sẽ cảm thấy rất là phải suy nghĩ. Mình có một chút buồn thôi, nhưng mình sẽ suy nghĩ để làm sao để mình thay đổi được điều đó. Thì mình sẽ không lặp lại cái việc đó nữa, mình phải hát thật tốt. Có rất nhiều người được chữa lành những vết thương bằng tâm lý từ những cái bài hát của Chi. Thì thực ra ấy, cái việc mà Chi hát ấy, chính là cách mà bản thân Chi tự chữa lành cho Chi. Nên là bản thân Chi đề cao rất nhiều vào việc là mình sẽ hát như thế nào. Thực ra là cái xưng danh đấy nó cũng là một cái tên, nếu mà mình mang trên người mà mình không nỗ lực để mình duy trì được cái phong độ đó thì nó cũng là một cái rất là
khổ tâm cho cái người nghệ sĩ. Thực ra là việc hát live nó cũng khá là khó ấy. Nó không phải là 100% mình có thể hát được lần nào cũng hay như vậy. Nó còn do yếu tố sức khỏe, âm thanh, rồi là đôi khi tâm lý của mình lúc đấy mình đang có bận tâm chuyện gì không, hay là mình đấy tự nhiên mình có quên lời bài hát chẳng hạn, thì mình bị phân tâm rất là nhiều. Thì nó do rất nhiều yếu tố chứ không phải là mình cứ muốn hát hay, mình cứ muốn hát chuẩn là hát được. Thế nên đòi hỏi tất cả mọi người là đều phải luôn luôn nghe lại cái việc mà mình biểu diễn như thế nào. Vì ngày trước chị thu âm rất là nhiều. Chị một ngày chị sẽ đi học, sau đó chị chỉ dành những thời gian còn lại trừ việc ngủ làm việc đi thu âm thôi. Chị sẽ nghe rất nhiều là mình hát vào mic như thế nào, mình cần phải xử lý âm thanh như thế nào, cái câu này làm sao để không hát vô, thì đấy là cái mục tiêu mà mình phải làm bằng được. Thế đấy là cái mục tiêu của chị. Đối với chị thì chị dành rất nhiều thời gian để nghe âm thanh của mình. Chị nghe bản thân mình hát rất nhiều. Nếu có một câu nào mà chị hát chênh, chị sẽ hát lại cho đến khi nào nó không chênh thì thôi. Có thể là có những bài hát chị tập 10 năm, tập đi tập lại, tập đến khi nào mình hát thật chuẩn thì thôi. Cho đến bây giờ nếu khi mà chị nghe lại những bài hát ngày xưa, chị cũng không thể hiểu vì sao mình lại hát được như thế. Bởi vì nó quá khó ấy. Thu ra sao, hát phải đúng như thế. Đấy là mục tiêu của chị. Và từ lúc đấy chị tập rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều. Như chị vừa chia sẻ là phải làm sao để âm thanh của mình tốt nhất, hay nhất. Nếu không được như đĩa thì phải hơn đĩa. Đấy là mục tiêu của chị. Thì chị phải làm bằng được. Sẽ có rất nhiều bài hát ngoài những bài hát mà khán giả nhìn thấy ở trên mạng ấy. Thì chị có cả 100 bài hát mà chưa tung lên trên mạng. Đấy là tất cả những bài học, những bài tập của chị mà chị tự luyện ở nhà. Thu có những bài hát Thu rất nhiều, hát đi hát lại. Ngày hôm nay Thu xong, mình sẽ nghe lại. Thu đến khi nào mình cảm thấy là mình ok, mình thấy ổn thì mình mới chấp nhận và vẫn để đấy thôi. Không tung ra. Thời điểm mà mình bắt đầu mọi người biết đến ấy, thì mọi người cứ nghĩ là mình đã nổi từ sớm, từ mấy mấy năm, tức là bây giờ mình rất là già rồi. Mọi người ai nghĩ là kiểu mình đã có gia đình rồi, xong thỉnh thoảng lại thấy khi mình xuất hiện lại thấy mình kiểu mập mập lên ấy, thì nghĩ là ôi chắc là vừa sinh con xong. Nhưng là không phải, mình chỉ vì là mình thích ăn thôi, chứ không có một lý do là mình sinh con gì cả. Đến chính lại là mình chưa có gia đình nha, không được là chính mình trong việc ăn. Nhưng mà thôi, bù lại thì mình cũng sẽ nhìn thấy điểm tích cực ở cái việc là thôi mình ăn bớt đi thời gian này để sau này mình gầy nữa thì mình được ăn nhiều ấy. Đấy. Thì mọi người cứ bảo là ui để có một nhan sắc kiểu long lanh gì như bây giờ dao kéo, nhưng mà thực sự tất cả tiền mà chị có chị dùng để ăn thôi. Ăn và gọi là đi thu âm rồi là ăn uống rồi. Đấy, chưa kịp dùng tiền để làm gì thì đã ăn hết tiền rồi, nên là cũng không có cơ hội để dao kéo gì cả. Chị nghĩ là nếu mà công ty mà cho mở lớp ấy thì chắc là cũng mở lớp đấy. Đấy, có thêm tiền để đi ăn.